Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2021, bất ngờ giảm trở lại sau khi vượt ngưỡng 1.900 USD trên ao. Như vậy là trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, sau khi đã vượt ngưỡng 1.900 USD trên ao lần đầu tiên kể từ tháng 1 vào phiên trước đó. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2021, được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng ngày 27 tháng 5, giá vàng giao ngay giảm 0,11% xuống ngưỡng 1894,7 USD trên ao vào lúc 6 giờ 55 phút theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao tháng 6 giảm 0,27% xuống 1896,15 USD vàng giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay vì đồng USD phục hồi trở lại. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ tăng 0,48% lên ngưỡng 90,055 điểm. Đồng USD tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác và làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý. Giá vàng tăng vượt ngưỡng 1.900 USD trên một ao lần đầu tiên kể từ tháng 1 trong phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày 26 tháng 5, được hỗ trợ sau khi các quan chức của Cục Sự trữ Liên bang Mỹ phép lặp lại rằng họ sẽ duy trì lập trường ôn hòa trong phiên giao dịch có thời điểm giá vàng lên cao nhất kể từ ngày 8 tháng 1 ở mức 1.912,3 USD trên một ao. Theo ông Xiao người đứng đầu phòng chiến lược thị trường hàng hóa của Ngân hàng Quốc tế Trung Quốc, ngoài sự sụt giảm gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, các yếu tố gồm cả bình luận ôn hòa của Fed nhằm xoa dịu suy đoán về việc thắt chặt chính sách tiền tệ đã thu hút dòng vốn chảy vào vàng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã neo gần mức thấp nhất trong 2 tuần, giúp giảm chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng, theo Reuters. Trong ngày thứ ba, ngày 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Fed J.J. cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể kiềm chế sự bùng phát của lạm phát nếu nó xảy ra mà không làm cho sự phục hồi đi chạy hướng. Theo ông Safu, cũng cho biết bất kỳ sự bất ngờ nào đối với sự sụt giảm của dữ liệu kinh tế cũng sẽ hỗ trợ cho vàng. Vàng vẫn thường được xem là hàng rào chống lại lạm phát gây ra bởi các biện pháp kích thích với quy mô lớn. Báo cáo tổng sản phẩm quốc nội, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu chi tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Hơn nữa, nếu một số ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng trong vài tháng tới, vàng sẽ lấy lại được một thành phần nhu cầu quan trọng. Nhà phân tích Daniel Brissman của Combank cho biết trong một lưu ý: "Cùng với nhu cầu tiêu dùng cao hơn đang được dự báo và nhu cầu đầu tư hồi sinh, chúng tôi tin rằng điều này sẽ tạo thêm động lực cho giá vàng đi lên", theo ông Brissman nói. Trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước như quý vị và các bạn cũng đã biết, cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 26 tháng 5 năm 2021 lại quay về đã giảm sau khi vừa phục hồi ở đầu phiên, giảm trong khoảng từ 20.000 cho tới 200.000 đồng trên lượng tại các hệ thống kinh doanh. Cụ thể tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tại tập đoàn Doji và hệ thống PNG, vàng STC cùng giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm lần lượt là 150.000 đồng trên lượng và 200.000 đồng trên mỗi lượng. Còn tại tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cuối phiên đồng loạt giảm 20.000 đồng trên lượng ở chiều mua và chiều bán giảm 80.000 đồng trên lượng cho đến 100.000 đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2021 như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, chiều mua vàng 5 triệu 600 nghìn, bán ra 5 triệu 640 nghìn, giảm 150 000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Hà Nội Chiều mua vào là 5.600.000, bán ra 5.642.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.621.000, bán ra 5.654.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.600.000, bán ra 5.645.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. P&G Hồ Chí Minh và P&G Hà Nội chiều mua vào là 5.600.000, bán ra 5.640.000, giảm 200.000 đồng chiến lượng ở chiều mua và 100.000 đồng chiến lượng ở chiều bán. tại Phú Quý STC mua vào 5.605.000, bán ra 5.640.000, giảm 200.000 đồng chiến lượng ở chiều mua và 170.000 đồng chiến lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng eSIMBANH, chiều mua vào là 5.605.000, bán ra 5.630.000, giảm 120.000 đồng chiến lượng ở chiều mua và chiều bán. Ngân hàng ACB, mua vào 5.610.000, bán ra 5.635.000, giảm 150.000 đồng chiến lượng ở chiều mua và 200.000 đồng chiến lượng ở chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Tính cho tới thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tiếp tục suy giảm và giảm 150.000 đồng chiến lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đầu tiên là STC Đà Nẵng mua vào 5.600.000, bán ra 5.642.000 STC Nha Trang mua vào 5.600.000, bán ra 5.642.000 STC Cà Mau mua vào 5.600.000, bán ra 5.642.000 STC Bình Phước chiếm vào 5.598.000, 5, bán ra 5.642.000 STC Huế mua vào 5.597.000, bán ra 5.643.000 STC Biên Hòa mua vàng 5.600.000 bán ra 5.640.000. STC tại khu vực miền Tây mua vào 5.600.000 bán ra 5.640.000. STC Quảng Ngãi mua vào 5.600.000 bán ra 5.640.000. STC Long Xuyên chiều mua vào là 5 602 000 bán ra 5.645.000. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang STC. Ở thời điểm này, giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SCC quay đầu giảm dao động trong khoảng từ 62.000 cho tới 150.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhận 4 số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ. Mua vào 5 triệu 285 000 bán ra 5 triệu 345 000 Vàng 4 số 9, mua vào 5 triệu 245 000 bán ra 5 triệu 315 000 Vàng 24K, mua vào 5 triệu 162,4 nghìn, bán ra 5 triệu 262,4 nghìn. Vàng 18K, mua vào là 3 triệu 801,6 nghìn, bán ra 4 triệu 001,6 nghìn. Vàng 14K, mua vào là 2 triệu 914 nghìn, bán ra 3 triệu 114 nghìn. Vàng 10K, mua vào là 2 triệu 031,6 nghìn, bán ra 2 triệu 231,6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời hiện tại, vàng suy giảm và không còn giữ được ngưỡng 1.900 USD trên ao. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, Vàng bước vào đợt tăng giá khủng, liệu điều này có đúng hay không? Theo giáo sư kinh tế học ứng dụng tại Đại học John Hopkins, Steve Hacker phối hợp với các đồng nghiệp của mình nghiên cứu về chỉ số tâm lý mới đối với vàng. Theo giáo sư Hacker mô tả, chỉ số đo lường tâm lý trên thị trường vàng là tăng hay giảm cho biết giá có thể đi tới đâu tiếp theo. Chỉ số này sử dụng một thuật toán máy tính quét các bài báo trên phương tiện truyền thông, trực tuyến và sàng lọc các từ khóa về sự tăng giá hoặc giảm giá. Theo nghiên cứu, chỉ số mới này đang báo hiệu đợt tăng giá khủng đối vàng trong năm 2021. Theo giáo sư Han nhấn mạnh, hiện tại tâm lý đang tăng, nguồn cung tiền đã bùng nổ và chúng ta sẽ phải đối mặt với lạm phát cao hơn ít nhất 2-3 lần, mục tiêu của Fed. Đó là lý do thị trường chuẩn bị đón một làn sóng tăng giá mới của kim loại quý. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.